Plasmaid, tôi đã chinh phục được nó trong rank sinh tồn, khi tôi 5 lần 7 lượt thất bại trước khẩu súng này và hôm nay tôi quyết vác khẩu Plasma vào leo rank sinh tồn và cái kết, khi khẩu súng này càng nóng thì tốc bắn của nó cực kỳ nhanh luôn, clip gồm nhiều trận, anh em hãy cùng mình xem hết video nhé. Ok, xin chào tất cả anh em nha, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của Quyền DZ. Thì ở clip ngày hôm nay mình sẽ làm về một khẩu súng mà ở trước đây mình là chưa chinh phục được đấy mà. Anh em biết khẩu súng gì không? Đó chính là khẩu Plasma nha anh em. Đấy, dạo gần đây khẩu Plasma nó fit lại rồi anh em ơi. Ngày hôm nay mình sẽ làm về khẩu súng Plasma này luôn em ạ. Và trận chiến rất là hay luôn em nha. Gặp toàn cao thủ thôi anh em ơi. Ok, trước khi vào clip thì anh em nhớ kéo xuống ủng hộ cho Quyền DZ một nút like, một nút đăng ký anh em ơi. Giúp Quyền DZ đạt được 300.000 ca sub nha anh em. Rồi còn bây giờ chúng ta sẽ đi vào trận đấu thôi anh em ơi. Let's go. Rồi rồi, mình đã quay trở lại rồi đây anh em ơi. Thì đến với trận đấu đầu tiên này thì mình sẽ chọn khu thị trận xưa để đạp vô nha anh em. Nhìn xuống bên dưới thì có hai team nó xuống trước rồi anh em ạ. Nhanh chóng ta nhặt khẩu PP19 lên ta đẩy qua ta tiêu diệt thằng này luôn anh em ơi. Nhặt được khẩu PP19 rồi ta đẩy qua bên này thì phát hiện trước mặt có người anh em ạ. Bắn thằng này 100 máu thì bực ta sẽ chán lùm con này luôn em nha. Nhanh chóng ta gạt thằng này luôn em ơi. Gạt được tên này xong thì đùng đùi của mình bị bắn ở khu trên luôn em ạ. Quyết định ta đẩy lên để ta hỗ trợ đùng đùi luôn em nha. Thì vừa đẩy lên tầng 2 thì phát hiện có một thằng đi móc sau lưng ta bắn thằng này 3 viên thì đùng đùi của mình bị bắn nóc luôn em ạ. Phát hiện giống một cô di chuyển qua bên phải thì mình bực tấm lên thì thằng này giục bực bụi cỏ thì đùng đùi mình bắn bay màu luôn em nha. Sau khi mình hạ thằng đó xong thì quyết định qua những cái số này nhặt số để đi mua khẩu Plasma nha anh em. Vừa đi được 5m thì phát hiện trước mặt có người luôn em ơi. Móc khẩu ấy đấy, lầm thằng này luôn em ạ. Thằng này giật được một viên đùng đùi mình tiêu diệt nó rồi em ơi. Thì sau khi tiêu diệt thằng đó xong thì mình di chuyển qua mấy con hàng để mình mua khẩu Plasma nha anh em. Mua được khẩu Plasma rồi thì mình dùng bệ phóng để mình bay qua con robot luôn em ạ. Bay được qua con robot này thì phát hiện ở dưới nhà gì chân này có người luôn em ơi. Đúng ngay lúc đó nó chạy vào nhà luôn em ạ. Nhanh chóng nó móc khẩu Plasma ra tiêu diệt thằng này luôn, tiêu diệt hai thằng luôn em ạ. Còn một thằng nữa đấy mà gạt thằng này luôn em ơi. Sau khi gạt hai thằng này xong thì mình quyết định di chuyển xuống dưới để mình nhặt thêm ít đồ em nha. Thì trong lúc di chuyển xuống nhặt đồ thì mình có một câu hỏi mini game trị giá 283 kim cương cho bạn nào trả lời đúng nhất nha. Thì ở trong clip này trong đồ cái của mình bao nhiêu lần, anh em comment đáp án của anh em vào bên dưới, nhớ like và đăng ký kênh nha anh em. Tiếp tục di chuyển vào khu điện trang thì phát hiện có một thằng đạp dù hai thằng luôn em ạ. Phát hiện thằng này bay màu thằng này luôn em ơi. Gạt thằng này bên trong vườn công thằng đạp dù luôn em này. Đây từ lấy góc cái chơi thằng này bắn thằng này con đụng một mẫu thì nó bỏ chạy luôn em ạ. Quyết định ta đẩy lên trên lầu để ta tiêu diệt nó luôn em nha. Di chuyển lên trên lầu thì phát hiện có tiếng chân ở phía dưới luôn em ơi. Đúng ngay lúc đó ở chỗ mấy băng hàng nó có người luôn em ạ. Từ bật tâm lên ta tiêu diệt thằng này luôn, chạy với chúng tôi à. Móc khẩu cho con ra phóng lưu xuống luôn em ơi. Phóng được một viên thì đúng đôi cái luôn rồi em ạ. Đúng ngay lúc đó mình nhìn lên bà đôi nhỏ thì ra đang quẹt hai thằng đang thần ở bên phía ngoài luôn em ạ. Nhanh chóng ta đẩy ra ta tiêu diệt thằng này luôn em. Vụt bay đâu thằng này gạt một thằng luôn em ạ. Vẫn còn một thằng nữa nó bỏ chạy luôn em ơi. Đây sau đúng rồi mà sao từ từ ra đây rồi trời ơi đúng đôi cái luôn rồi em ạ. Tụi này vừa nhặt thần cho nên rất là giàu luôn em ơi. Đẩy qua ta nhặt sạc của nó luôn em nha. Thì sau khi nhặt sạc của nó thì mình quyết định vào mấy băng hàng để mua huy trụ sạc luôn em ơi. Đúng ngay lúc đó huy hiệu trụ sạc nằm ở bên hướng cầu luôn em này. Nhanh chóng ta đẩy ra ta chơi khô máu với tụi này luôn em nha. Đúng ngay lúc đó có một thằng nó chạy qua với chúng tôi dịch ba viên luôn em ơi. Quyết định ta áp sạc để ta tiêu diệt tụi này luôn em nha. Thì sau khi áp sạc thì mình phát hiện bốn thằng luôn vứt bom kẹo cúc kèm luôn này cúc tiếp anh em à. Lại bị cãi nữa anh em nha. Tiếp tục đông đồ của nó vứt kẹo để cứu lại trời ơi ba sáu lưng con ba thằng nữa đấy mà từ đẩy qua tiêu diệt team này đã anh em nha. Thì sau khi tiêu diệt team này xong thì mình thu thập rất là nhiều đồ luôn em ơi. Quyết định ta quay lại ta tìm ba thằng lúc này nha anh em. Thì đúng ngay lúc đó ba thằng này nó gom về ở nơi chỗ con robot luôn em này. Nhanh chóng ta đẩy qua ta tiêu diệt tụi này luôn em nha. Thì vừa đẩy qua thì phát hiện trước mặt có một thằng nó chạy này chạy vào từ bực tâm lên dính một viên nè. Bực tắt suy ra qua ta chặn đường nó luôn em ơi. Thằng này dính được 100 máu thì phát hiện trong cái nhà hai lầu trước mặt này có người luôn. Ồ nó bằng nhau rất là đúng luôn em ơi. Nhanh chóng ta vứt bom kẹo để ta che tầm nhìn của nó luôn em nha. Áp sát để ta ném lưu đạn luôn em ơi. Đúng ngay lúc đó tiếng của nó ra mày chạy ra dính hai viên. Bực tắt suy ra lên cho con dính hai viên này mày luôn này, xong mày luôn nóc một luôn em ạ. Còn một thằng kia nó bỏ chạy lên luôn trên lầu rồi em ơi. Vừa chạy vào nhà thì dập ngay của mình dính nửa cái máu luôn em ạ. Nhanh chóng ta hô lại máu em nha. Đúng đúng mình bị bắn bên ngoài này mày bắn lẹ với chúng tôi lia em ơi. Đấy thì cứu lại đúng đồ đã em nha. Thì sau khi cứu lại đúng đồ thì trên lầu vẫn còn một thằng nữa em ơi. Quyết định ta đẩy lên để ta tiêu diệt thằng này để nó lia luôn em nha. Đấy, ném lưu đạn lên này bên này khả năng chạy ra là sau lưng có team khác đến nữa. Trời ơi rất là đúng luôn em ơi. Hồi lại bên mẫu siêu cấp thì phát hiện cái nhà ba lâu bên kia luôn em. Bên trái hướng cầu này lia một team nữa em này. Nhanh chóng ta chạy vào trong nhà luôn em ạ. Thì bằng khẩu Plasma này thì không tốn đạn nha anh em. Ở đây rất là đúng luôn em ơi. Tù ngoài bo nó chạy vào luôn em này. Kẻ bo nó luôn này. Bên trái à, sau tảng đá sáu tảng đá mày lũ ra đây xem tôi kẻ đâu thằng này nha.
mày ra đây trời ơi, đông đôi cả ép nữa anh em à. Anh em để ý cái sau lưng có người này, ụp kéo rất là ngon, tiếp tục cài luôn anh em à, sau lưng nữa này trời ơi rất là đông luôn em ơi. Đấy, hồi lại bên mẫu để quyết định lên trên lầu này ta cài luôn em ơi. Thì di chuyển lên trên lầu này thì chỗ bóng kéo này rất là đông rồi, đục kéo luôn em à. Đấy, khẩu này là không tốn đàn cho nên mà đục kéo vô tư luôn em ơi. Hồi đàn rất là nhanh luôn, xe chạy vào, xe xích lô chạy vào, xích lô chạy vào yếu với chồng tôi hai viên á, hai viên nữa, nó ê, bên phải còn đông lắm anh em ơi. Chỗ bóng kéo đỏ, bóng kéo vàng này rất là đông luôn em ơi. Còn ba thằng nó đục kéo nó luôn trời ơi, nó chạy vào hai thằng ba thằng gì luôn anh em ạ. Phóng tên lửa này phá kéo chạy với chúng tôi yếu hết rồi anh em ạ. Quyết định ta đẩy xuống, ta cầm trâu con, ta tiêu diệt nó luôn anh em nha. Nhanh chóng ta bật Tatsuya lên, ta sọc này với chúng tôi. Nó hai, trước mặt trời ơi, là bị cái nữa vãi nồi thật liên tâm ra. Bên kéo đỏ thì phá kia có cái đầu này trời ơi, ba viên là bay đầu luôn em ạ. Gạt thằng này xong thì mình nhặt đồ nữa em ạ. Ở trường hợp này bó rất là xa luôn em ơi. Quyết định ta vứt chiếc xe motor truck này ra để ta di chuyển vào trong bó anh em nha. Sau khi ta hồi lại bên mẫu thì xe motor truck là xuống rồi em ơi. Đúng đồ của mình xoay vì bằng bên ngoài luôn em ạ. Ba số 3 này dùng bề phòng để bay vào này anh em. Chứ đúng ngay lúc đó bằng này bay vào không kịp anh em ạ. Quyết định ta đẩy qua này để ta bỏ ba số 3 luôn em nha. Chưa dừng lại ở đó anh em ạ. Bên trái rất là đúng luôn em ơi. Tụi này nó kế bó mình luôn em ạ. Phát hiện có một thằng ở máy bán hàng này. Quyết định bật tâm lên ta chơi thằng này luôn. Nóc một này đúng đồ nó quá luôn em ạ. Đúng đồ nó quá luôn em. Gục kèm luôn. Phá kéo nó luôn em ơi. Đúng ngay lúc đó có 20 máu thôi em ơi. Nhanh chóng bực máu lên. Bó rất là đau luôn em ơi. Rất may mắn là bạn này sử dụng kỹ năng cai xe này hỗ trợ đúng đồ rất là tốt luôn em ạ. Nhanh chóng thôi là bên máu siêu cấp nha anh em. Thì ở trường hợp này thì hai bạn gục ở bên kia thì không gạt được em ơi. Hồi lại được bên máu thì mình quyết định lên chiếc xe motor truck này để mình di chuyển vào trong bò em nha. Thì trong lúc di chuyển vào trong bò thì hai thằng bên kia nó bắn quá luôn em ạ. Rất là cay luôn em nha. Quyết định ta đẩy xuống bên này để ta chặn bò nó luôn em ơi. Mày bắn đúng không? Mày bắn đục kèm nó luôn em. Khỏi cho mày chạy luôn này bằng chúng tôi à, rất là mạnh luôn em nha. Bằng càng lâu súng càng mạnh lên em nha. Quyết định ta đẩy qua bên này vẫn còn hai thằng nữa đấy mà. Vừa đẩy vào trong này thì phát hiện hai thằng ở trên nhà hai lâu anh em này. Ừ, bực tâm lên ta chơi à, nó nhảy xuống yếu rồi khỏi cho nó vào luôn em nha. Ba thằng này rất là cay luôn em ơi. Nó khỏi à, từ mày chạy vào bò nóc một thằng này dính hơn 50 máu đục kéo nó luôn. Từ hết đàng anh em à. Quyết định ta đẩy ra bên ngoài để ta chặn đỏ luôn anh em nha. Thì sau khi đẩy ra bên ngoài thằng này chạy với chúng tôi à. Sau phóng lửa mình luôn này, phóng tên lửa này chạy á, chạy không cho nó chạy đục kéo nó luôn. Đục kéo khẩu này đục kéo cũng tốt lắm anh em ạ. Đục kéo nóng bắn nóc được tên này xong thì việc đầu tiên là mình phải đi cứu đồng đội anh em nha. Đồng đội mình gãy hai rồi mà. Thì sau khi cứu lại đồng đội thì mình sẽ mua thêm bị trô nữa anh em ơi. Nhanh chóng kích hoạt kỹ năng Hammer thì đúng ngay lúc đó kỹ năng Hammer nó quẹt ở sau này luôn em ơi. Sau này còn bốn thằng luôn em ơi. Bốn thằng nằm ở sau này luôn em ạ. Đây rồi bóng kéo phía bên dưới luôn em ơi. Đây ra ngoài cái đồng đội của mình có dấu hiệu có địch luôn anh em này. Quyết định ta đẩy qua này. À trong bóng kéo phóng lưu vào. Ô bị đồng đội cày luôn em ạ. Thằng thứ hai đẩy vào. Đây ra chúng tôi nóc hai còn trên lầu nữa từ mọc cho con nó bay đầu rồi bám tụt tâm lên nó con thằng cuối chớ nó luôn vứt kéo cửa cục kéo nó luôn em ơi. Móc lũ đạn ra thằng nẹp lên luôn em nha. Móc lũ đạn lên lia rồi em ạ. Quá đẳng cấp luôn em ơi. Khẩu này rất ngon luôn em nha. Rồi mời anh em qua trận thứ hai thôi em nha. Thì đến với trận thứ hai này thì sau khi mình mua được cái khẩu plasma rồi thì mình di chuyển ra bên ngoài. Đúng ngay lúc đó đúng đội mình bảo phía dưới có địch luôn em mà. Quyết định mình đẩy xuống mình hỗ trợ đúng đội luôn em nha. Đây chạy ra bay ba viên là bay màu trên lâu con người của chúng tôi à. Mạnh thực sự luôn em, đầu game mạnh lắm anh em nha. Bằng thằng này gạt thằng này luôn em ơi. Sau khi gạt thằng này xong thì ở đây hết người luôn em mà. Quyết định ta bay qua bên khu pháo đài thôi em nha. Sau khi bay qua khu pháo đài thì phát hiện hai team nó bằng nhau phía bên trái. Đúng lắm anh em ơi. Bên dưới này rồi đẩy nhanh chóng đẩy qua ta tiêu diệt luôn này luôn em. Bực tâm lên thì phát hiện một thằng nóc của chúng tôi cày được một kiểu hai kiểu còn nóc nhà của chúng tôi gạt nó luôn em ơi. 39 đam luôn em mà. Vẫn còn một thằng bị cày thì anh em à, bị cày thì anh em à. Đấy anh em để ý đồng đội cày của mình bao nhiêu kiểu thì nhớ trả lời mini game và nhận quà nha anh em. Bên ngoài vẫn còn người nữa anh em ơi. Có một thằng nó chạy đi cứu anh em này. Nhanh chóng ta đẩy qua ta tiêu diệt thằng này luôn em nha. Không cho nó cứu luôn anh em à. Đây sáu bông keo lưng con tiền chân nữa. Từ con tiền chân này con tiền chân yếu rồi. Bực Tatsuya lên móc UMB ra sọc thằng này luôn em. Vẫn con người nữa đấy mày.
các thằng này nữa anh em nha. Bên số 4 vẫn còn người nữa anh em ơi. Nhặt thêm ít đồ rồi tôi mua huy hiệu truy sát nó luôn anh em nha. Chứ đúng ngay lúc đó huy hiệu truy sát bỏ chạy ra ngoài luôn anh em ạ. Đây đây bên ngoài luôn nè. Cực kỳ năng Homer lên để tôi quẹt thằng này luôn anh em nha. Đúng ngay lúc đó nó đang nó quẹt vị trí hai thằng này nó bị lô luôn anh em ơi. Kỳ năng Homer cất hoặc tụi này nó đang ở nhà trọ phía trên luôn anh em nha. Ở đây mình ngồi mình kè nó luôn anh em ơi. Thì sau một hồi ngồi kè thì tụi này nó không ra luôn anh em ạ. Quyết định mình phải đẩy ra ngoài luôn anh em ạ. Đùng đùng mình đẩy lên bực tâm lên chơi thằng này chỉnh nó 80 mẫu rồi. 80 mẫu đùng đùng mình tặng nóc một thằng rồi anh em nha. Chơi mày luôn này chạy với chúng tôi hai thằng đục kéo vào hết đang anh em mà quyết định ta đẩy lên đôi ta dị nó luôn em nha. Đúng ngay lúc đó có một thằng nó bùi con nó chạy lên chỉnh 100 mẫu rồi anh em ạ. Bực ta xuống da lên ta chơi nó luôn. Mày chạy với chúng tôi lia hai thằng này rồi anh em nha. Thì sau khi lia hai thằng này xong thì mình nhặt thêm ít đồ anh em nha. Di chuyển về khu cửa sông để cứu lại đồng đội thì phát hiện có một thằng nó cũng qua luôn nè. Trước mặt về Skyler anh em ơi. Thằng này nó đi cứu anh em ạ. Cướp xu của thằng này để mình cứu lại đồng đội anh em nha. Thì sau khi nhặt đồ thằng này xong thì mình cứu lại số 4 anh em ạ. Đúng ngay lúc đó có tiếng xe ở dưới sông luôn anh em ơi. Vừa đây quá thì phát hiện tụi này hai thằng luôn à. Chạy vào trời ơi nó mang nhập bụng đúng không? Mang nhập bụng nó nóc một gạt thằng này đã đấy mày. Con thằng mang nhập bụng đục kém luôn chạy với chúng tôi chạy yêu quyết định là gạt thằng này đã đấy nha. Áp sát thằng bên kia luôn đấy mà. Thì sau khi áp sát thằng bên kia thì nó bay ra nó lũ ra nó bằng mình à. Lũ ra nó bằng con đúng 57 mẫu thôi em ơi. Ở trường hợp này hai thằng luôn anh em ơi. Nhanh chóng thôi là bên mỏ anh em nha. Đúng ngay lúc đó hai thằng này nó cũng qua nó chơi đúng đội luôn mình luôn anh em này. Móc của mình đặt ở hàng rào này lỡ nó cũng qua là nó dẫn nhà anh em. Thì sau khi mình đặt của mình di chuyển qua lưới hàng rào này thì có tiếng chân nó cũng tới luôn em này. Đây vừa chụp đôi từ thằng này mình lâm mình luôn nóc thằng này luôn em ơi. Gạt thằng này xong cái đúng đội mình bị bằng ở sau nhà luôn em mà. Nhanh chóng thôi là bên mỏ để ta lui hỗ trợ luôn em nha. Sau khi đẩy lui hỗ trợ thì thằng này nó bỏ chạy anh em mà. Việc đầm mình bằng radar thì phát hiện có nó cứu hai thằng nó chạy vào nhà hai lâu rồi em mà. Rồi công tôi đẩy qua kẻ đầu thằng này luôn em nha. Thì vừa đẩy qua thằng này chạy lên lâu này rồi anh em xem tôi kẻ đầu nó này từ ra đây chắc chắn nó hồi là bên màu luôn em mà. Ngồi nó cái bo thể chứ anh em từ từ ngồi đây mình ngồi ra đây mày lù ra đây mày lù ra đây lù ra chuẩn bị lù ra đây mà chuẩn bị lù ra này đây đồng đồ mình đẩy áp sát luôn em mà. Thằng này không cho nó vào dính hai viên ở đâu việc đây tôi phóng lưu lên dính dính với chúng tôi à. Ở trường hợp này mình khỏi gạt luôn đấy nha để cho bỏ đột luôn đấy mà di chuyển qua bên trong cái phát kia có một thằng nó bằng đấy bằng với chúng tôi á. Thằng chạy lên lầu từ chạy lên lầu rồi đấy mà đung đùi của mình gì đó rồi nói với đung đùi ở trên lầu tầng hai luôn đấy mà đẩy lên thấy đung đùi bị bằng gương chết luôn đấy mà từ đẩy lên hồ được mày xuống đây liền em ơi. Rồi lia tim này xong thì mình nhặt thêm đồ đấy nha. Ưu điểm của cái khẩu súng này là khi anh em bắn càng lâu là nó bắn càng nhanh và thêm một ưu điểm rất là lớn đó là anh em không tốn đạn nha anh em, cho nên là ba lô anh em thoải mãi đừng những cái vật dụng khác luôn em nha. Di chuyển qua bên này thì phát hiện có một thằng đang thịt được mặt luôn em, đạp dùa dùng một mau quyết định ta đẩy lên luôn em ơi. Đây mày chạy mày lùa ra đây lùa thanh niên rất là cố luôn em nha. Vứt quả kéo để ta áp sát nó luôn em mà. Tiếp tục vứt thêm một quả kéo nữa em ơi. Vứt thêm mà thằng này mày làm gì mày mới xuống mà ly hả? mày mới lùa mà ly hả? Thằng này nó giặt bốn luôn em ơi. Sau khi tiêu diệt được thằng này xong thì mình di chuyển lên đôi thì phát hiện đông đông nó đây xuống này sau tầng đá luôn em ơi. Từ sau tầng đá à, nhà hai lâu nữa em ơi. Đông là khu này đông nha em. Ai tụi này vào đây rồi em mà lấy thằng đá ui thôi gì vậy từ vứt quả kéo ra đấy mà lấy thằng đá đi ta tiêu diệt cái thằng đá này từ đây mà phóng từ lên trên này thằng đến này lấy đầu thằng đến này này không được em ơi. Ôi, ở trường hợp này ta vứt cái bề phóng để ta bay qua ta móc cái thằng đá này trước em nha. Thì sau khi chuẩn bị phóng thằng này thì thằng sau thằng đá này nó phát hiện ra rồi em ạ. Từ đập chết trời thằng này luôn em ơi. Đấy thằng này nó dừng bóng kéo rồi em ạ. Từ ấy thằng từ ta lầm thằng này trước lầm thằng này đục qua em anh em xem tôi đục kéo nha. Khẩu này đục kéo rất là tốt luôn em phải chờ anh em đục kéo luôn này áp sát thằng này chơi kỹ năng này đi nó vứt bóng kéo liên tục luôn em ạ. Anh em nghe tốc bằng của nó này nóc với chúng tôi ha. Gạt được thằng này xong thì mình quyết định đẩy lên đôi để kiểm tra nha anh em. Phát hiện sự là đã có người đục kéo luôn anh em xem tôi đục kéo luôn này con thằng hết đàng luôn em ạ. Rất là đúng luôn em ạ. Trên đồ này từ từ quyết định là áp sát thằng này luôn rồi. Chúng ta suy ra thằng này bỏ chạy luôn em ơi. Nhanh chóng tôi dí theo thằng này theo luôn em nha. Thì sau khi dí thằng này thì áp sát thằng đá này thì phát hiện từ cốc cây có người luôn em ạ. Được mặt này đục kéo luôn 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 đục
đục nó luôn em ơi, một móng, tức tắc xuống cho bên trái nữa, mà đâu ra nó cũng thấy luôn em ạ. À đây dưới bờ đô luôn em này, thì sau khi đục đôi mình cử mới lại thì mình quyết định về bảo thu luôn em nhá. Vừa bông vui thì mình quyết định mình về lại cái xã lúc này để mình nhặt đồ em nhá. Tổng ấy lúc đó trước mặt mình tăng đá có người luôn em ơi, từ lẻ đẻ qua bên này đá em nhá. Chú thành xuống thì mình mắc bảo thu sơ ra, mình chơi thằng này trời ơi, nó mang gạch bốn, nó cầm mơ một cảnh bay, nó sập một cảnh bay đâu luôn em ơi, mà cái thực sự luôn em ạ. Đông đôi mình con hai bên kia, con hai luôn em ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Quyết định ta đẩy xuống bây giờ ta cầm PP19 ta lầm thằng này luôn em ơi. Chạy đi đâu, nóc luôn em ơi. Đẩy qua ta gạt thằng này luôn em nha. Thì sau khi gạt thằng này xong thì mình nhặt cái mít luôn em mà. Ở đây cũng hết người rồi em ơi. Nhanh chóng ta di chuyển vào mấy con hàng này ta mua khẩu và lạp ma với là kỹ năng hammer luôn em nha. Sau khi kích hoạt kỹ năng hammer thì phát hiện ở khu trên này có người luôn em này. Nhìn theo hướng kỹ năng hammer thì tụi này nó chắc chắn nó ở ngay chỗ khu hàng rào phía trước mặt mình luôn em ơi. Đúng rồi, chính xác luôn em ơi. Đây. Móc kỹ năng hammer, đục keo nó luôn em ơi. Thằng này rất là khủng khốn. Lấy cái đầu dần bùng nhanh 5 miếng luôn em ơi. Quyết định ta vứt keo để ta ám sát nó luôn em ơi. Ám sát nó luôn này, vứt keo này. Đâu rồi. Mày á, à, nó chạy qua đây rồi em ơi. Quyết định ta chặn đầu nó lại luôn em ơi. Thì sau khi qua đây, mày khốn với chúng tôi á. Gạt nhỏ luôn em ơi. Gạt thằng này luôn em ơi. Cực đồ của nó luôn em nha. Thì sau khi gạt thằng này xong thì đung đồ của nó đầy quá luôn em ạ. À, sau bờ tường luôn em này. Vừa đẩy tới nơi thì thằng này nó chạy qua cái nhà đỏ luôn em ạ. Rồi sau nhà cứ bằng nhau à, có bằng nhau luôn em ơi. Hạ tìm. Quyết định ta đẩy qua ta chơi tụi này luôn em nha. Khả năng ở trên lầu luôn em ạ. Đẩy lên trên lầu thì tụi này nó chạy xuống dưới nhá. Từ xuống dưới rồi nhảy ra cửa sổ luôn em ạ. Bên ngoài vẫn không thấy luôn em ạ. Đâu rồi, này tại sao nó? À sau lưng. Mày sau lưng á, dính hơn nửa cây rồi. Nửa cây với chúng tôi à. Mắc ngã bên này khỏi cho nó. Chắc chắn nó chạy lên cầu thang luôn. Mày chạy lên đấy. Mày chạy lên đây, nóc. Gạt thằng này luôn em ơi. Tiếp tục nhặt đồ của tụi này luôn em nha. Ở đây hết người luôn em ơi. Quyết định tâm di chuyển qua bên khu pháo đài thôi em ạ. Thì sau khi di chuyển qua khu pháo đài thì phát hiện có một thằng nó ăn thịt ở trước mặt luôn em này. Cùng tôi ngồi đây chờ nó ra thì lầm nó luôn em ơi. Rồi thần tắc rồi đó nè. Thần tắc nó bắt đầu chạy đấy. Từ ngồi đây chờ nó ra chạy bằng nó luôn em nha. Rồi 1, 2, 3 chuẩn bị chạy ra. Một máu đục keo luôn này. Rồi có thằng nữa. Thêm một thằng nữa trời ơi. Cai phải chúng tôi á. Vẫn con này vẫn hết đang với chúng tôi. Trời ơi là đi cai nữa chứ. Rất là cay luôn em ơi. Quyết định ta đẩy qua ta gạt thằng này để ta cướp cái dập bụng nha anh em. Thì sau khi gạt thằng này xong thì mình cướp thêm cái dập bụng thì là một số đồ rất là ngon luôn em ạ. Vừa đẩy xuống phía dưới thấy đống đồ bị bắn ở trước mặt luôn em ạ. À, có một thằng nó bung vô ở trước mặt luôn em ạ. Bực tâm lên lầm thằng thì lại bị gãy ra mà. Gạt thằng này luôn em ơi. Gạt được thằng này xong thì nhanh chóng ta lên xe ta về khu pháo đài anh em nha. Phát hiện nơi chỗ cứu này có người luôn em này. Vứt xe để ta lên đây luôn em nha. Đây nó chạy lên yêu. Bực ta ra lên móc con ra ta sọc mày luôn này. Sonya với chồng tôi ha. Gạt thằng này luôn em ơi. Cướp đồ thì đụng ngay lúc đó đung đồ nó đầy quá luôn em. Có tiếng chân sau lưng luôn em. Vứt keo. Ê, từ M1014 nha. M1014. Ma cái thằng này. Mày lại bị cãi được tao đấy. Ma Sonya rồi mà sao nó bị cãi thế này anh em. Nhanh chóng ta hô la bên mẫu anh em nha. Bên trong rất là đông luôn anh em ơi. Thì sau khi hô la bên mẫu thì mình đẩy vào trong này thì phát hiện được mà có người luôn anh em này. Đây nó chạy vào này. Mày đâu rồi? Sáu bờ tường nóc trên nóc nhà nóc luôn anh em ơi. Quyết định ta dùng cùng dịch chuyển để ta lên để ta gạt thằng này luôn anh em nha. Thì sau khi dùng cùng dịch chuyển thì thằng này nó ấy có một thằng đạp vô ở bên trái luôn anh em ơi. Ngon luôn. Mình chơi hai thằng này luôn anh em ạ. Đây hai thằng. Chơi thằng này trước nó một gạt thằng này luôn anh em ơi. Vẫn còn một thằng ở bên phải nữa anh em ạ. Tụi này dùng cùng dịch chuyển nó đi lên luôn anh em này. Mình dùng cùng dịch chuyển này mình đi xuống lại luôn em nha. Thì sau khi dùng cùng dịch chuyển mà đi xuống thì phát hiện ở dưới này có người luôn em, có tiếng chân ở dưới chân luôn em này. Vào trong nhà thì thằng này nó bắn đúng đủ của mình gân yếu luôn em ạ. Quyết định tới này cho này giống một cua thấy chưa anh em. Móc khẩu trong con ra tao sóc thằng này luôn em. Gạt thằng này luôn em ơi. Nhanh chóng gạt thằng này luôn em ơi. Nhặt thêm ít đồ nữa em ơi. Bên ngoài vẫn còn người nữa em này, chỗ đông đồ luôn em ơi. Đây ra ngoài thì phát hiện có một thằng này chạy này. À chạy gạt thằng này luôn. Gạt này, ghê mẹ mày gạt thằng này luôn. Ở đây vẫn còn người nữa em nha. Quyết định ta đẩy lên đôi thì đúng ấy lúc đó có tiếng chân nó đạp vô ở trên đầu luôn này. À trên lầu bom keo này, bom keo. Bom keo, đục keo nó luôn, lấy cái đầu nó luôn, lấy cái đầu nó luôn, lấy
gãy đầu nó luôn anh em mà lia đấy mà. Ở trường hợp này bó rất là xa luôn em ơi, quyết định để trong bệ phòng để bay vào bò anh em nha. Đúng ngay lúc đó đúng đội bảo bên phải mới có người luôn anh em, từ lên nóc nhà thì phát hiện trên nóc nhà ba thằng nóc bò này gạt thằng này vứt keo cựu chồng tôi à, lia được một thằng này trên nóc nhà, còn còn một thằng bên dưới nữa anh em, vứt keo để tôi làm màu đó nha. Bên ngoài con hai này đẩy xuống bên dưới thì thằng này chạy vào chúng tôi không cho nó vào luôn anh em, cục keo nó luôn nóc hai bên tại lia anh em ơi. Thì sau khi lia thằng này xong thì nhìn lên bảo nó nhỏ thì vẫn còn 14 thằng luôn này mà, rất là đông luôn em ơi. Tiếp tục di chuyển qua bên này thì phát hiện ở trong cái nhà kho này có người luôn này, trước mặt ê kỹ năng ra đến tôi phải nói ba thằng nó gì đâu thực sự luôn em mà, dùng bộ hồi phục thì thằng này nó gạt mình luôn em ơi. Tiếp tục đồng đội mình cứ mình lại thì mình quyết mình về mình chơi khô máu cái túi này luôn em nha. Sau khi mình bung vô thì phát hiện ở trên nóc nhà hai ba thằng nó chạy ở trên luôn em mày. Ôi ở trường hợp này hơi bị toan nha anh em, đạp vô thì mình quyết định về lại cái xã của mình để mình nhặt lại khẩu plasma em nha. Thì sau khi nhặt lại khẩu plasma thì đồng đội của mình tiêu diệt được túi đó luôn em mà, trước mặt có người luôn này, đục thằng này luôn em ơi, đục cái thằng này luôn em ơi. Trước mặt vẫn còn một thằng nữa đấy mày, lia được cái túi ở trên nóc nhà này rồi thì nhìn lên bảng đồ nhỏ thì còn hai thằng cuối cùng thôi đấy mà. Sử dụng kỹ năng hôm mới thì phát hiện thằng này nó ở trên nhà khó luôn này mà, này nó ở trên nóc nhà hay sao, từ áp sát từ lấy đầu thằng này luôn đấy nha. Đẩy qua thì thầy phát hiện thằng này nó ở trên nhà này, AFK với chúng tôi à, bay đầu liền. Đúng mấy lúc đó đông đường mình bị bắn phía bên dưới luôn đấy mày, khả năng thằng này ở trên nóc nhà luôn đấy mà, vẫn chưa thấy nó luôn đấy mà, quyết định ta áp sát luôn đấy mày. Đây trên nóc luôn đấy mày, 6 bom keo nha anh em, lấy góc để ta tiêu diệt thằng này luôn đấy. Ở đây không có chỗ lên luôn đấy mà, lấy góc ra xa này ra bom keo này. Bóng kéo nó xuống sọc nào luôn em này, mày thì thôi à, lia luôn em ơi, quá đẳng cấp luôn em nha. Rồi clip cũng xin tạm dừng tại đây luôn em nha. Và trước khi kết thúc clip thì mình sẽ công bố mini game ngày hôm qua đấy mà. Thì ở clip ngày hôm qua mình có đặt một câu hỏi như sau, đó là ở trong clip này mình sử dụng cái khẩu cơ 36 này mình chuyển sang chế độ tông gân tiêu diệt được bao nhiêu kill, thì đáp án là 14 kill nha anh em. Và xin chúc mừng bạn ở trên màn hình chúng ta đây đã trúng giải mini game nha anh em, 283 kim cương sẽ chuyển thẳng vào ID của bạn này anh em ạ. Rồi kết thúc tại đây thôi anh em ơi, bye bye anh em nha.